Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Xứ Sở Mộng Mơ. Lần này Aquaman không còn làm vua biển cả nữa, mà hóa làm anh chàng trẻ trâu phiêu lưu trong các giấc mơ, thích chui qua bồn cầu và trêu ghẹo mọi người. Nhưng đã làm người sống trên đời thì cũng không thể chơi mãi như thế, rồi anh cũng phải quay về với hiện thực mà thôi. Nhưng vì sống quá lâu trong mộng nên anh đã quên mình là ai. Cũng may nữ chính đã vào trong mơ để cứu anh ta ra. Vậy cô bé tại sao lại cứu ông chú trẻ trâu này? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Cô bé đáng yêu này tên là Nemo. Như thường lệ, cô thức dậy bên trong ngọn hải đăng. Đây là nơi Nemo sinh sống hạnh phúc cùng với bố của mình. Peter là một người cha đơn thân hết lòng yêu thương con gái, luôn dành thời gian chơi cùng cô bé và nấu ăn hàng ngày. Peter cũng dạy cho Nemo chơi piano và cách để sửa động cơ của ngọn hải đăng. Mỗi khi rảnh rỗi, hai bố con thường chèo thuyền đi dạo xung quanh đó. Vào tối hôm đó, trong lúc học toán, Nemo nói với bố không muốn học nữa, vì sau này cô bé chỉ muốn làm việc ở ngọn hải đăng như ông mà thôi. Thấy con gái ngây ngô, Peter đã đặt ra câu hỏi cho Nemo rằng ngọn hải đăng được dùng để làm gì. Ông hứa khi cô bé trả lời được câu hỏi này, ông sẽ đưa cho Nemo chìa khóa của hải đăng. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Nemo đều được nghe bố mình kể chuyện về chuyến phiêu lưu của ông. Bên cạnh là chú heo nhồi bông tên là Ột mà cô bé rất thích. Trong câu chuyện của Peter, ông ấy có một người bạn tên là Flip. Ông nói rằng họ đã đến một nơi tên là Biển Ác Mộng. Và trong một lần họ đi tìm ngọc trai, viên ngọc ma thuật có thể đáp ứng mọi điều ước. Nhưng đột nhiên con thuyền của họ bị chìm và rơi xuống biển sâu. Cho đến khi ông nhận ra có một cái hố ngay dưới đáy biển, ở bên dưới toàn là xương, và có một con quái vật khổng lồ đầy nguy hiểm với xúc tu dài, màu khói đen như mực. Nhưng cứ mỗi lần đến đoạn gây cấn nhất, Peter sẽ dừng lại. Đêm nay cũng vậy, ông nói rằng mình phải đi hỗ trợ tàu cá ngoài khơi đang gặp sự cố. Sau khi bố rời đi, Nemo chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mình rời khỏi căn nhà đi ra ngoài ngọn hải đăng. Trong giấc mơ, một cơn bão phá hủy ngọn hải đăng và Nemo rơi xuống biển. Nemo tìm thấy cái hố mà bố cô đã nói đến và rơi vào trong đó. Cô bé nhìn thấy con quái vật nuốt chửng bố mình, sau đó bừng tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thấy bất an trong lòng, Nemo lập tức mang ống nhòm tìm kiếm bố mình ở ngọn hải đăng, nhưng không nhìn thấy ông. Thay vào đó, cô gặp đồng nghiệp của bố mình là Kala và một số người khác, nhưng lại nhận được tin rằng Peter đã gặp nạn qua đời. Cú sốc đầu đời thật sự quá lớn. Mọi người xung quanh không đành lòng nhưng cũng hết cách, chỉ có thể liên lạc cho người thân duy nhất của Nemo, chính là em trai Peter, chú Philip. Khi nghe Kala nói rằng mình sẽ đến thành phố để sống với chú, Nemo đã rất ngạc nhiên, bởi bố cô bé chưa từng nhắc về chú ấy. Rất nhanh Philip đã đến và đưa Nemo về thành phố. Sau khi kết thúc đám tang của anh trai, công việc hiện tại của chú ấy là bán tay nắm cửa, làm ăn rất thuận lợi nên cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, Philip không quen với việc chăm sóc một đứa trẻ, vì vậy sau khi chỉ phòng cho Nemo, ông đã dành thời gian lên mạng để tìm hiểu cách nuôi dạy cô cháu gái. Nemo thì vẫn còn rất buồn trước sự thay đổi không mong muốn này. Vào tối hôm đó, khi cô bé đang ngủ, đột nhiên trông thấy con lợn nhồi bông của mình có được sự sống. Nó bắt đầu nói chuyện và chạm vào cô bé. Nemo hoảng hồn thức giấc, còn chưa kịp trấn tĩnh, chiếc giường của cô bé lại đột nhiên chuyển động. Bốn chiếc chân bỗng chốc cao lên, có khớp như những con nhện. Nó bắt đầu đi lại và phá toang cửa kính chạy ra ngoài, đưa Nemo cùng heo bông vượt luôn đèn đỏ mà không thèm nể cảnh sát giao thông. Rất nhanh sự sợ hãi trên mặt cô bé đã biến thành thích thú. Chiếc giường băng qua phố, sau đó bơi xuống biển, đưa Nemo quay về ngọn hải đăng nhà của cô bé. Xung quanh là đàn cá heo quen thuộc. Cô bé nhanh chóng chạy một mạch về ngôi nhà của mình và bố. Mọi thứ vẫn như trước, chỉ là có thể chuyển động, trông càng thêm xinh đẹp. Nghe tiếng động bên trên, Nemo nghĩ đó là bố mình, lập tức chạy lên. Nhưng cô bị sốc khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Nemo tiến lại gần, gõ vào chiếc tủ mà người đàn ông đang trốn. Chiếc tủ lập tức mở ra. Nemo hỏi người đàn ông đang làm gì trong nhà cô. Ông ta tự giới thiệu mình là Flip, cộng sự ngoài vòng pháp luật của bố cô, trước khi ông ta gây ra sai lầm lớn là sinh ra Nemo. Cô bé kinh ngạc khi biết Flip trong câu chuyện mỗi tối của bố thực sự tồn tại. Ông ta nói rằng chỉ đến để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng với Peter, sau đó sẽ rời đi. Nemo không tin lắm vì ông ta vừa lục tung căn nhà của cô bé. Lúc này Flip mới hỏi cô bé có biết về một tấm bản đồ kỳ lạ. Nó có hình con hàu với viên ngọc trai trên lưng. Nemo nói mình không biết. Flip lại dụ dỗ đủ kiểu, nào là sẽ dắt cô bé đi tìm kho báu 673.000 tỷ đang ở ngoài khơi kìa con gái, tranh thủ kẻo người khác phòng tay thì hối hận không kịp, còn hứa sẽ cho Nemo gặp lại bố mình nếu Nemo đưa ra tấm bản đồ. Nhưng cô bé thật sự không biết nó ở đâu. Flip liền trở mặt ném Nemo ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, cô bé thức dậy với con lợn bông trên tay và ký ức về tấm bản đồ. Muốn gặp lại bố, Nemo lập tức đứng dậy tìm kiếm trong đống hành lý của mình. Lúc này Philip bước vào phòng, nhìn thấy cô bé đang lục lọi đã hỏi Nemo đang tìm gì. Nemo không nói, chỉ hỏi Philip giấc mơ kỳ lạ nhất ông từng có là gì.
Nhưng Philip lại nói mình không thể nhớ về những giấc mơ, thậm chí không biết lúc ngủ có mơ không nữa. Sau đó ông chuẩn bị cho Nemo đến trường. Dù cô bé không hề hứng thú với chuyện này, đó là một ngôi trường tuyệt vời, vì nó đã tiêu tốn của Philip rất nhiều tiền. Nhưng Nemo vẫn tin lời bố rằng trường học là một nhà tù. Philip chỉ có thể nói với giáo viên đưa cháu mình mới xuống núi. Nội công vô cùng thâm hậu, nên mong cô giáo sẽ chăm sóc nhiều hơn. Cô giáo thấy ông chú đẹp trai lông rậm rạp liền biết sinh lý mạnh, nên rúng động dụng chứng lộp độp, đã nghĩ đến cả danh sách đặt tên cho con cái sau này. Một lúc sau, Nemo được đưa đến lớp của mình. Các học sinh khác đều không có vẻ chào đón cô bé. Chỉ mỗi cậu bé Raman tuy hơi kỳ lạ nhưng cũng tốt bụng là chịu làm quen với Nemo. Sau đó cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. Raman muốn trao đổi liên lạc, nhưng Nemo còn không có điện thoại. Thế là cô bé đã phải trải qua một ngày buồn như con chuồn chuồn ở trường, gặp gỡ những người bạn hội xác sống của Raman ở canteen. Khi về đến nhà, Philip cố gắng kết nối với cô bé. Ông ấy làm theo những gợi ý học được trên mạng, nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm vì trông rất giả chân. Cô bé mệt mỏi đi về phòng ngủ của mình. Nửa đêm, Nemo lại mơ thấy con lợn bông lục lọi chiếc hộp của mình, lôi ra một bức tranh. Khi thức dậy, Nemo liền đến kiểm tra chiếc hộp và thật sự tìm thấy tấm bản đồ được giấu trong đó. Cô bé cầm tấm bản đồ, sau đó lấy những vật dụng được ghi lại trong tờ giấy, tìm thấy cùng bản đồ gồm thiết bị, đồ ăn, đèn, sợi dây và sách. Hôm sau Nemo vẫn như cũ đi đến trường, giả vờ mượn điện thoại của chú để xem lịch học, sau đó âm thầm xin nhà trường cho phép mình nghỉ học một thời gian. Cứ thế cô bé vào trường học, đi xuống tầng hầm nhà kho dưới lòng đất, bắt đầu treo ảnh bố lên tường và chìm vào giấc ngủ. Nemo một lần nữa đi vào giấc mơ, cô bé lập tức quay lại ngọn hải đang gọi Philip ra và đưa cho ông ta tấm bản đồ vừa tìm được. Khi biết rằng Philip sẽ đi tìm viên ngọc, cô bé cũng xin đi theo vì rất muốn gặp lại bố mình. Tuy nhiên ông ta đã từ chối Nemo bởi vì đó là ước mơ của ông ta, và nếu cô bé chết ở giấc mơ của người khác thì đồng nghĩa Nemo ở ngoài đời cũng sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng không có gì có thể ngăn cản cô bé gặp lại bố mình. Nemo đã dùng quy tắc ngầm giữa những kẻ mộng mơ ép buộc Philip phải miễn cưỡng chấp nhận đưa mình cùng đi. Lúc này ông ta kiểm tra túi sách của Nemo và nhìn thấy cuộn len, yêu cầu cô bé giữ nó để khi đi ngủ cô có thể tìm ra ông ấy trên đường. Thế là hai người họ bắt đầu cuộc hành trình đến xứ sở mộng mơ. Anh ấy nói với Nemo rằng cục Bosa, nơi quản lý các hoạt động tiềm thức, cũng đang tìm kiếm viên ngọc. Giấc mơ đầu tiên của họ là một nơi tuyệt đẹp đầy hoa và chim hót líu lo, khiến Nemo rất phấn khích. Họ tiến về phía trước thì bị một người đàn ông đột ngột chặn lại, yêu cầu xem thiệp mời tham gia bữa tiệc. Bằng cách nào đó, Philip đã thuyết phục được anh ta cho phép họ vào bên trong. Bên trong có ai đó đang chơi piano cùng với một vũ nữ bốc lửa đang múa hát. Philip nhìn mà dạo dực hết cả người, nhanh chóng bị mỹ nhân câu dẫn cùng hòa nhập vào bữa tiệc. Nhưng cùng lúc đó, đặc vụ xanh, cục hoạt động tiềm thức đến gặp Philip và tra hỏi ông ấy về tấm bản đồ. Ngay khi cô ta định bắt họ, Nemo phát hiện căn phòng bỗng trở nên tối dần. Một con quái vật mà Nemo gọi là ác mộng xuất hiện. Nó bắt đầu gầm lên khiến mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan nát. Tất cả mọi người đều nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó. Nemo vì quá sợ hãi nhũn cả chân ngã phịch xuống. Philip thấy thế đã nhanh chóng chạy đến cõng Nemo chạy sang giấc mơ bên cạnh, cứu cô bé khỏi ác mộng. Philip tự hỏi tại sao lại gặp đặc vụ xanh và cơn ác mộng ở đó, trong khi ông ấy luôn an toàn trước đây. Bấy giờ Nemo mới nói rằng ngày trước cô bé đã từng nhìn thấy cơn ác mộng. Philip hiểu ra ác mộng ngửi được sự sợ hãi từ cô bé, nên sẽ theo dõi Nemo không dừng lại cho đến khi bắt được cô. Cảm thấy Nemo quá cản trở, Philip đề nghị cô bé đưa tấm bản đồ để ông phiêu lưu một mình. Nhưng ngay lúc này cô bé cảm nhận được cơ thể thật của mình đang thức giấc. Nemo tan biến sau đó thức dậy trong nhà kho và nhìn thấy cậu bạn Raman. Nemo cầu xin cậu bé đừng nói cho ai biết và cậu bạn đã đồng ý. Sau khi tan học, Philip vì làm cháu gái vui đã đưa cô bé đến bên bờ sông, tặng cho Nemo một chiếc thuyền gỗ để Nemo bớt nhớ nhung về ngôi nhà cũ. Nhưng không ngờ điều này lại chọc trúng nỗi đau của Nemo. Cô bé không hề vui còn yêu cầu Philip hãy bán nó đi, trở về nhà, cảm thấy không thể để cháu gái mãi trốn tránh hiện thực. Ông cố nói chuyện với cô bé về việc Peter cũng đã từng như cô. Anh ấy thu mình lại với thế giới sau cái chết của vợ mình, nhưng Nemo không muốn nghe. Cô bé giận dữ hỏi Philip liệu ông có bạn bè hay không, sau đó quay trở về phòng của mình. Tuy nhiên đêm đó Nemo cảm thấy khó ngủ, tại vì ban ngày đã ngủ quá nhiều rồi, giờ mà ngủ được nữa Sakura sẽ gọi bằng cụ luôn. Vì vậy cô bé yêu cầu Philip kể chuyện cho mình nghe. Ông chú bắt đầu kể chuyện về những cái nắm cửa. Đề tài khô khan nhàm chán này nhanh chóng du Nemo đi vào giấc ngủ. Cô bé quay lại giấc mơ và hỏi Philip là ai trong thế giới thật. Tuy nhiên ông ta cũng chẳng nhớ nỗi mình là ai, bởi sau khi Peter rời đi vì có Nemo, ông ấy vẫn tiếp tục phiêu lưu trong vô số giấc mơ, cho đến khi nhận ra mình không cần phải tỉnh dậy nữa. Cứ vậy mà sống trong đây từ đó đến giờ. Sau đó một giấc mơ khác xuất hiện, cả hai lập tức nhảy lên, rồi mới phát hiện đó là một chiếc xe chở rác.
Giấc mơ gì mà bốc mùi quá vậy? Lúc này Flip lại nhìn thấy Đặc vụ xanh đang đuổi theo phía sau. Hóa ra ông chú này còn là một tội phạm truy nã. Sau khi chui vào phá hỏng nhiều giấc mơ của những người khác, bà ta lập tức bắn trúng chân của Flip. Ông ta cố gắng giữ chặt chiếc xe, đợi đến chỗ cua thì hất một cái, khiến bà cảnh sát lao thẳng vào tòa nhà. Nhưng chiếc xe của họ cũng đã lao vào một con hẻm nhỏ, khiến hai người vất vả tránh chướng ngại vật xung quanh, những tòa nhà dần đổ sập. Sau một hồi vật lộn, cả hai trèo được vào cabin xe rác, phát hiện nó được điều khiển bởi một cậu bé mang kính. Cậu bé tự giới thiệu mình tên là Đạt Villa. Đặc vụ xanh vẫn đang đuổi theo, Flip chỉ có thể bảo cậu bé lái xe nhanh hơn, nhưng bà ta đã đuổi kịp bắn vào bánh xe tải của họ, khiến chiếc xe lao xuống biển. Cậu bé kia tỉnh lại, còn hai chú cháu Nemo phải uống nước một lúc mới chui được qua cánh cửa khác, bơi đến nhà vệ sinh của một văn phòng. Sự xuất hiện kỳ quái của hai người làm cho mọi người đang đứng bên ngoài sợ hãi chạy khỏi đó, nhưng Đặc vụ xanh nhanh chóng đến nơi và bắt được họ. Đặc vụ xanh bắt giữ Flip, bà ta nói với Flip rằng nếu ông ấy vẫn không chịu thức dậy, ông sẽ là một người cô độc cả đời trong thế giới thực. Sau khi Đặc vụ xanh rời đi, Flip thú nhận rằng ông không thể tỉnh lại nữa, vì ông ấy không thể nhớ nổi mình là ai ở thế giới thực, bởi đã ở xứ sở mộng mơ quá lâu. Flip nói với Nemo rằng mình mong muốn có được viên ngọc trai, để có thể nhớ ra bản thân mình là ai. Sau khi nhốt Flip, Đặc vụ xanh đưa Nemo đi khắp công ty. Bà ta nói với Nemo rằng mình phụ trách những giấc mơ, và nhận thấy giấc mơ về ngọn hải đang rất an toàn, và ác mộng không thể bắt cô bé ở đó. Nemo nên chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình, để những cơn ác mộng không thể làm hại cô bé. Sau đó, Nemo được Đặc vụ xanh đưa trở lại thế giới thực, và cô bé òa khóc đi đến gặp Philip. Ông ấy nói với Nemo rằng cuộc sống không thể như chúng ta mong muốn. Philip lấy ra một trong những đoạn video cũ của mình với Peter, và kể cho Nemo nghe. Anh ấy thường kể cho ông nghe những câu chuyện từ khi Philip còn nhỏ. Cả hai anh em tiếp tục phiêu lưu hoang dã nhắm đến kho báu đã mất từ lâu. Bọn họ đã sống ở thế giới ảo và sợi dây đỏ cũng là thủ thuật, và hai anh em tự đặt ra để có thể tìm nhau trong giấc mơ. Trong video, Nemo phát hiện ra rằng chú của mình ăn mặc giống với Flip trong giấc mơ. Philip nói rằng tên trong trò chơi của mình là Flip. Philip đã cảm thấy rất hạnh phúc khi chơi cùng Peter, cho đến khi anh trai bỏ rơi mình sau khi cưới vợ. Cũng từ đó Philip không còn nhớ được những giấc mơ của mình. Nemo nghe đến đây đã nhận ra Flip trong mơ chính là chú của cô. Nemo cũng nói bố đã luôn kể cho cô nghe về những câu chuyện của ông và Flip. Thật ra ông ấy chưa bao giờ rời bỏ em trai. Ông chú nghe đến đây thì bật khóc, quyết định phải giải cứu cho chú mình. Sáng hôm sau khi đến trường, cô bé gặp Zaman đang đi cùng các bạn của cậu. Zaman bắt chuyện với Nemo nhưng cô bé nói rằng mình phải đi ngay bây giờ. Sau đó cô bé đi xuống tầng hầm của trường học và sẵn sàng đi vào giấc mơ. Nemo lần lượt đi qua tất cả những giấc mơ. Sau đó cô bé tiến về phía nhà tù nơi Flip bị giam giữ và thả ông chú ra khỏi đó. Trên đường đi cô bé gặp những nữ cảnh sát chú ý họ. Cô bé giả vờ mình bên cục vị thành niên áp giải tên trộm vô đạo đức này, còn ra tay đánh đập không thương tiếc ông chú, khiến những nữ cảnh sát này phải rén ngang luôn. Flip nói có cần phải diễn sâu như vậy không? Ai có mà ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bọn họ phải dùng kế dương đông kích tây với nữ đặc vụ. Nemo đóng băng đặc vụ xanh rồi trốn thoát. Sau đó họ bước vào vùng đất băng giá, có tuyết ở khắp mọi nơi và có những chú chim lớn đang bay đến đó. Nhưng đột nhiên đặc vụ xanh xuất hiện ở đó. Cô ta cố gắng bắt họ một lần nữa nhưng cả hai đều nhảy xuống núi và rơi trên lưng một con chim to chà bá. Hóa ra đây là giấc mơ của người Canada thích cưỡi ngỗng bay. Sau khi đi được một đoạn, họ tìm thấy một cánh cửa khác. Flip nói rằng đây sẽ là cánh cửa cuối cùng họ bước vào, và sau đó họ sẽ tìm thấy viên ngọc. Khi bước vào, họ thấy rằng trời rất tối và tuyết đang rơi. Nemo hơi sợ hãi. Sau đó cô bé đã nói với Flip rằng anh ấy là ai ở thế giới thực. Anh ấy là chủ sở hữu của một công ty và là chú của mình, chứ không phải một kẻ chống đối. Nemo nói rằng khi Flip lấy được ngọc trai, anh ấy có thể thức dậy và hoàn thiện trở lại. Nhưng đột nhiên Philip rất tức giận và tuyên bố không muốn rời khỏi đây nữa, bởi cuộc sống thật của mình quá nhàm chán. Lúc này Nemo nói rằng, vậy thì mình sẽ đi tìm viên ngọc một mình để được gặp lại bố. Trong lúc đó, Zaman đã đưa cô giáo đến tầng hầm, phát hiện Nemo đã trốn học trong thời gian qua. Giáo viên hỏi cô bé tại sao lại làm thế, nhưng Nemo nói rằng không ai có thể hiểu được cảm xúc của mình. Cô giáo thông cảm nhìn cả hai, nói rằng họ đều đang chiến đấu với những cảm xúc giống nhau, thế nên hai người hãy cố gắng kết nối để hiểu điều đó. Tuy nhiên, trong lúc tức giận, Philip đã nói muốn gửi cô bé đến trung tâm phúc lợi trẻ em, vì mình thật sự không hợp sống chung với người khác. Sau khi trở về nhà, Philip rất thất vọng, Nemo cũng rất tổn thương. Cô lần nữa hỏi chú vì sao ông không có bạn. Philip trả lời rằng bởi vì ông muốn sống một mình. Nemo giận dữ trở về phòng của mình, cảm thấy lần nữa bị bỏ rơi. Cô bé nhớ nhung về ngọn hải đăng khi xưa, trong đêm mưa đã lén rời khỏi nhà, trèo lên chiếc thuyền Philip đã mua cho mình trước đó. Khi Philip vào phòng cô bé kiểm tra thì đã muộn, ông nhìn thấy tấm hình ngọn hải đăng dường như đã có câu trả lời. Cô bé đã một mình trèo thuyền ra khơi, ngoài trời còn đang có bão, một cơn sóng cuốn chú heo bông bay đi. Nemo muốn đi nhặt người bạn lại, thì chiếc thuyền chòng chành khiến Nemo va vào cột buồm bất tỉnh, trực tiếp đi vào giấc mơ cuối cùng, đến vùng biển ác mộng.
Cô bé bước qua một bộ xương đến con thuyền đắm, nhìn thấy một cái lỗ, bên trong là những viên ngọc trai ma thuật. Nemo vui mừng thả con heo bông của mình vào trong để nhặt viên ngọc trai. Trong khi đó, ở một nơi khác, Rick đang tận hưởng vui thú ở xứ sở mộng mơ, khi nhìn thấy hàng tá áp phích truy nã mình. Cuối cùng thì anh đã trở lại hạng thứ nhất của xứ sở mộng mơ rồi. Người đàn ông phát tờ rơi này nói rằng người đang bị truy nã rất đáng chết, khi đã đưa một bé gái đến biển ác mộng rồi bỏ cô bé một mình ở đó. Rick lập tức nhận ra đó là Nemo, nên đã đánh người đàn ông ngất xỉu rồi cướp lấy chiếc máy bay đi tìm cô bé. Trong lúc Nemo đang nhặt viên ngọc trai thì cơn ác mộng lại đến, nó định nuốt chửng cô bé. Nhưng Flip đã nhanh chóng đến nơi và cứu Nemo, cả hai nhanh chóng chạy khỏi đó. Dù đã thoát khỏi biển ác mộng đi vào bầu trời, quái vật vẫn không tha cho họ. Nó tấn công chiếc máy bay khiến nó bị hỏng rơi xuống. Đúng là 30 chưa phải là Tết thật mà, tưởng chừng như kiếp này coi như xé nháp rồi. Họ lao vào một người đang cưỡi ngỗng bay, sau đó đâm thẳng vào trụ sở cảnh sát. Hai người nhanh chân chui vào bồn cầu chạy vào xe chở rác của cậu bé mặt kính. Hai người xấu số trước cũng chạy theo, trước khi ác mộng bắt được họ. Chủ xe chở rác hết ga hết số lao vào tòa nhà, tông thẳng vào giấc mơ của cô vũ công bốc lửa. Quái vật cũng đã đuổi tới phía sau, mọi người hoảng sợ đều tỉnh dậy trong thế giới thực. Sốc nhất là cô vũ công bốc lửa kia vốn là một ma sơ. Hai chú chó Flip thì vẫn đang bỏ chạy thục mạng. Ngay khi đến cánh cửa giấc mơ của Nemo, cô bé bỗng dưng ngã quỵ, bởi ngoài thế giới thực cô bé sắp bị sóng cuốn trôi xuống biển sâu. Flip nhanh chóng chạy tới đỡ cô bé, nhưng viên ngọc lại bị rơi ở phía sau. Dù Flip đã cố hết sức chạy tới nhặt lấy, nhưng vẫn bị quái vật bắt được. Ông ấy quyết định ném viên ngọc trai cho Nemo, cô bé cầm lấy nó. Thay vì ước gặp lại bố, Nemo đã ước Flip được đánh thức. Ông ấy nhanh chóng biến mất khỏi giấc mơ và được cứu khỏi cơn ác mộng. Bên ngoài thế giới thực, Philip đang trên thuyền vượt biển tìm cháu gái, thì hợp làm một với Flip trong giấc mơ. Ông lập tức nhảy xuống biển và tìm thấy cô bé ở dưới nước, kịp thời kéo Nemo lên bờ. Con quỷ ác mộng cũng vì vậy mà biến mất không một chút tâm hơi. Có lẽ là do cô đã mạnh mẽ đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Ở trong mơ, Nemo đi đến ngọn hải đăng, trong tay đang cầm viên ngọc trai, nhưng nó cũng nhanh chóng biến thành tro bụi, vì mỗi viên chỉ có thể thực hiện một điều ước. Lúc này bà cô đặc vụ đột nhiên xuất hiện, chỉ vào chú lợn bông nói cháu có một người bạn tốt đó. Ngay khi ôm chiếc ột lên, nó đã phun một viên ngọc khác. Hóa ra nó đã nuốt đến hai viên ngọc. Nemo hạnh phúc sử dụng nó để ước được gặp lại bố mình. Cả hai ôm chầm lấy nhau, ngồi nhà và mọi thứ đều như trước đây. Hai bố con ấm áp bên nhau. Bỗng dưng Peter hỏi Nemo bây giờ cô bé đã biết hải đang dùng để làm gì chưa. Nó là để hướng dẫn mọi người trên hành trình của mình. Peter khuyên cô bé hãy mạnh mẽ lên, đồng thời nói rằng mình không dạy cô bé mấy việc đó để cô bé được sống trên đảo, mà là muốn để cô bé biết mình có thể làm bất cứ việc gì. Ông nói rằng nếu Nemo đã có thể tự mình đi đến biển ác mộng, thì ông nghĩ rằng thế giới thực đối với cô cũng không quá khó khăn. Sau đó Peter đưa cho cô bé một chiếc chìa khóa, và bảo Nemo hãy quay trở lại thế giới thực. Trên biển mọi người đang cố gắng cứu sống cô bé, ông chú vô cùng tự trách và lo lắng. May mắn thay cô bé đã tỉnh dậy, Nemo hỏi chú rằng ông là Flip hay Philip. Ông ấy nói rằng mình là cả hai. Sau đó hai chú cháu ôm lấy nhau, mọi chuyện đã kết thúc. Cô bé trở lại trường học và bắt đầu kết bạn với mọi người. Một ngày nọ sau khi tan học, cô thấy Philip đang liếc mắt đưa tình với cô giáo Aria. Sau đó họ cùng nhau đi thuyền ra biển. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Philip kể chuyện cho Nemo nghe và hôn chúc cô bé ngủ ngon, như những gì bố đã luôn làm cho cô bé trước đây. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cho dù là sống trong mơ hay là ở ngoài đời thực, thì bạn mãi không trốn tránh được nỗi sợ hãi của mình. Nó giống như là con quái vật ác mộng trong phim vậy, trừ khi bạn mạnh mẽ đối diện với nó, chỉ khi đó bạn mới biết mình dũng cảm như thế nào thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.